Thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội đang chuẩn bị đầu tư tuyến đường sắt số 2, đoạn Trần Hưng Đạo – Thượng Đình và tuyến số 3, đoạn ga Hà Nội – Hoàng Mai. Trong đó, đoạn Trần Hưng Đạo – Thượng Đình dài khoảng 6 km sẽ đi ngầm toàn bộ qua các tuyến phố, phố Huế, Đại Cồ Việt, xã Đàn, Hoàng Tích Chí, Chùa Bộc, Tây Sơn, Nguyễn Trãi, Thượng Đình. Trên toàn tuyến có 6 nhà ga ngầm. Tổng mức đầu tư dự kiến trên 1,6 tỷ đô la Mỹ từ nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản và nguồn vốn đối ứng của Việt Nam. Tuyến số 3 từ ga Hà Nội Hoàng Mai dài khoảng 8 km, tổng mức đầu tư khoảng 990 triệu đô la Mỹ. Cũng tại Hà Nội, nhằm gia tăng điểm đỗ xe trong khu vực nội thành, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa phê duyệt dự án xây dựng hai dàn thép đỗ xe cao 4 tầng tại phố Nguyễn Công Hoan và Trần Nhật Duật với tổng mức đầu tư gần 122 tỷ đồng. Bãi đỗ cao tầng tại Trần Nhật Duật được xây dựng với 7 khối dàn thép trên tổng diện tích hơn 400 m². Khi đi vào hoạt động sẽ chứa được tối đa 91 xe ô tô. Bãi đỗ xe cao tầng Nguyễn Công Hoan với tổng diện tích 1.000 m², bao gồm 17 khối nhà dàn thép. Khi đưa vào hoạt động sẽ chứa tối đa 221 xe ô tô. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng sức chứa của hai dàn thép trên không cao khi chi phí bỏ ra lên tới 122 tỷ đồng mà chỉ đáp ứng được 312 suất đỗ. Vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 26 tháng 7, trên đường Trần Phú, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã xảy ra va chạm giữa ô tô của cảnh sát 113, công an tỉnh Phú Yên với xe máy của hai sinh viên. Vụ tai nạn khiến hai người bị thương nặng. Cụ thể, vào khoảng thời gian trên, trong khi đi làm nhiệm vụ, ô tô của cảnh sát 113 do thượng sĩ Lê Thành Đại điều khiển với tốc độ cao, khi đến địa điểm trên thì bất ngờ đâm mạnh vào xe máy biển kiểm soát 78F10-4997 do Võ Tấn Bình, 20 tuổi, trú huyện Tuy An, Phú Yên điều khiển, chở Đinh Thị Ngọc Ánh. Cú đâm mạnh khiến hai nạn nhân văng xa hàng chục mét, bất tỉnh do bị thương nặng. Đại diện Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cho biết, tổ công tác 113 đang đi đến hiện trường giải quyết vụ nhóm người hành hung, đập phá tài sản. Do làm nhiệm vụ khẩn cấp nên xe chạy với tốc độ nhanh. Hiện đơn vị đã hỗ trợ gia đình hai nạn nhân 5 triệu đồng. Theo thống kê, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 390 dự án xây dựng đã tiến hành bồi thường mặt bằng trên 50%, còn 89 dự án giao thông mới chỉ bồi thường mặt bằng dưới 50%. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã cho gia hạn đầu tư cho 89 dự án này đến cuối năm 2013. Do đó, nếu các dự án này không đẩy nhanh tiến độ theo đúng cam kết, sẽ bị thu hồi giấy phép đầu tư. Được biết, trước đó, thành phố cũng đã thu hồi 77 dự án treo thuộc dạng này. Theo quy định, những dự án bị thu hồi sẽ được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và ở khu vực dự án để người dân được biết.